Linh mến chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh của Minh Khôi Vlog. Hôm nay Linh đi chài của anh chị. Thì trước khi đi chài á, Linh giới thiệu sản phẩm của Linh. Thì Linh cũng có bán thêm sen của anh chị. Linh bán sen khô không à? Để Linh quay camera lại. Đây, Linh cũng có bán những loại sen mà khô Linh gửi đi được á. Thì cũng nhiều cô chú anh chị hỏi Linh có ship sai không, thì Linh ship cả nước luôn nha cô anh chị. Thì cái này hôm nay Linh sẽ nói giá từng sản phẩm luôn nha. Thì cái bịch này Linh gọi là sen lụa trắng nè. Thì cái bịch này nó chỉ có nửa ký thôi. Bịch này nửa ký thì Linh bán nó 120k. Thì cái này cũng dễ sử dụng luôn cô anh chị. Thì mình ngâm nước ấm á cho nó nở ra, nó nở ra rồi mình nấu. Thì cái này dùng để nấu chè nè, nấu cháo nè, nấu súp, nấu hầm, nấu yến nữa các anh chị. Thì cái bịch này nửa ký chứ chứ về mình ngâm ra nó 1 ký luôn nha, 1 ký tươi lận. Thế này Linh cũng còn hàng tiếng các anh chị. Rồi này là sim sen. Linh bán mạnh về cái loại tim sen nào có anh chị, Linh lấy về bao nhiêu là hết bao nhiêu á. Thì cái bịch tim sen này nửa ký nè, Linh bán 200k. Thì tim sen này hay còn gọi là trà sen á có anh chị. Thì nó cũng là trị mất ngủ nè, về tim mạch, về sức khỏe của anh chị. Thay vì cô bác anh chị uống trà hàng ngày thì mình uống cái này hàng ngày thì nó sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Thì mỗi lần mình uống thì một muỗng cà phê thôi. Rồi Linh có điện thoại luôn rồi. Rồi này Linh cũng có bán sen để nhậu bia nè, này hay còn gọi là sen đỏ nè. Thì cái bịch này Linh bán 60k. Bịch này là 60k dùng để uống bia. Này ăn ba Linh bao ngon cái này luôn nha. Thì đây cũng này gọi là sen muối nè, sen tách muối. Thì tách muối này Linh bán 50k. Cái này thì nó cũng mới đầu cắn thì nó cũng cứng của bánh vậy mà nó cũng dễ bể lắm nha. Khi nó bể rồi là nó nát ra nè, ăn ngon lắm. Thì cũng có muối chan tách không muối nữa nè. Cái này mình bán 40k. Mình cũng có bán sen nguyên nữa, hột sen nguyên nè, hột sen già đó, hột sen mà nó già trên nó khô luôn rồi đó, người ta tách ra người ta phải khô lại. Thì dùng cái này dùng để mình rang, mình nấu nước, mình uống cũng tốt cho sức khỏe của anh chị. Hoặc là mình rang á, mình ra rang á, mình ăn cũng thơm lắm, ngon lắm cô bác anh chị. Thì cô bác anh chị nào mà có nhu cầu á, ủng hộ sen của Linh á, hãy kết bạn Zalo với Linh nha. Nhiều khi Linh đi làm nó không có ở nhà nên là không có chốt đơn được. Cô bác anh chị cứ các bạn Zalo với Linh rồi cho địa chỉ, số điện thoại, tên, rồi cần cô bác cần lấy cái gì đó, cô bác hãy ghi rõ cái Linh về á, rồi Linh sẽ gửi cho cô bác anh chị. Số điện thoại Linh sẽ để ra trên màn hình. Rồi giờ Linh đi chạy đây. Tới nay mà cũng còn vẫn còn khang tiếng của bác anh chị. Bây giờ Linh đi chạy nha. Bữa nay Linh chạy về làm khô một nắng của anh chị. Linh chờ nãy giờ mà lục bình nhiều quá, cái chày này chày đầu tiên nha quá anh chị. Nếu mà không chày là lục bình tới nữa là khỏi chày luôn. Ôi rồi cái chai đầu tiên xong luôn rồi. Cái chai đầu tiên Linh quăng không biết dính cái gì mà nó không bung ra luôn. Nó ra còn giống giống như cái bàn à. Thì Linh cầm cầm cái máy xuống sao kỳ ta.
Để Linh kéo lên thử coi có con cá nào. Sao mà nó không bung? Dính cái gì á? Nó lục bình cứng nhắc vậy đó. Nó cái chai đầu tiên. Uổng thiệt, trời ơi, nhóc luôn. Ơi nó không bung. Nó bằng, nó ra bằng cái tròn mà cá quá trời luôn. Thôi vô rồi. Rồi lục bình nó tụt xuống nữa rồi sao ta? Dữ lắm anh em ơi. Ôi cái chài này mày nó bung một cái đó nha. Để lên xe. Để lên xe lại. Ôi ôi. Quá tải luôn. Ôi bà có bà lục bình. Khó thật chứ. Cái này sát nhà lên chó lên chạy theo nè. Ôi cá nóng lạnh luôn. Cái gói trong lục bình đó các anh chị. Nè, này ngoài ngoài thấy được hai con nè. Mua này. Đó. Trời ơi xe nó chạy ngang. Đó anh em. Ủa có đã không? Đó. Bây giờ để Linh để Linh gỡ ra cái chai này. Cái chai này lục bình nhiều quá. Không bằng mắc cười chứ. Nó ra bằng cái bàn cái gì. Rồi tới chai tiếp theo nha anh em. Linh đi chai mà gặp ông chú ông kéo gió rồi các anh chị. Nãy quất cái chai đầu tiên quá trời luôn. Nặng á. Thiệt chai cá dữ lắm. Đâu. Ừ được có mấy con rồi. Hai con chắc mỏi à. Ừ hai con. Mấy cá sơn gì vậy? Mấy cá sơn đó. Mậu lâu lâu nó chạy ba bốn cà phê vậy rồi. Ủa kỳ ta. Sao tôi chạy nhóc hết trơn mà. Chạy có mà sao nó vô ta. Biết nước này là nó chạy nè. Ủa mẹ ta canh hoài nó nói tôi chạy ta biết tích cái chứ nói gì. Ờ nãy tôi quất cái chạy đầu tiên mà nó bung ra bự hơn cái bàn chút mà mấy chục con luôn á. Cá gì nhiều? Mày dảnh mày vinh nhiều. Tao cá gì mà vinh không có nè. Không có cái gió này nó bị tím quá sao nó vô nó dội tao. Không biết nữa. Thế nãy quất cái cá chạy nó không có bung mà nó tròn. Nó bự hơn cái bàn chút nữa nó rồi rồi chứ không có con nào đâu. Mà kéo lên trắng hết trơn vậy. Thôi làm nhé. Đi. Có con mẹ ăn chứ. Rồi tới chài thứ hai cô anh chị. Mong rằng cái chài thứ hai này nó bung nha. Bỏ dép mới được. Cái bến này là bến mới luôn á. Không biết là có cây hay không. Nếu có cây là lặn thấy bà luôn. Quá ngon. Thấy bung hơn nãy của anh chị. Không nghe cá gịch gì trơn nè, không biết sao đây. Chắc lặn quá bị bến mới nên cũng hơi ứng ớn nữa. Cái Linh cầm cái máy xa xa chút. Chạy mình là nó hơi khó khăn hả? Có vinh mà vinh mà dẫn gì? Ừ có bán không? Mới chạy nãy cũng ít, mới chạy thứ hai à? Để không? À chưa có cá nhiều. Để mua chừng ký à? Rồi luôn rồi cây gì vậy? Rồi cây luôn rồi. Rồi ngon cơm luôn. Ngon cơm luôn rồi, trời quá trời những cây bự rồi.
Đúng rồi. Để tôi gạch ra. Hả? Vô phương rồi. Chạy mà không né gốc cây gì trơn. Bên mới, không biết. Rồi cầm giùm. Cảm ơn nha. Quay YouTube rồi dữ trời. Ừ. Quay lại cho anh em xem. Tích tiền không á? Tiền đúng rồi, tiền. Có mồi không? Có bao nhiêu đâu. Có cái mồi không? Có. Tháng cũng kiếm được mới chứ bộ. Trời ơi, tống chân luôn rồi. Ôi quá sâu luôn rồi, sao lặn nổi. cũng về đi chỗ lạ này, chài cũng vàng à. Ôi ôi nguyên cái đống trà. Xỉu luôn rồi. Còn dưới nè. Ôi nó lạnh. Nó đường con đó. Ôi lên được rồi mọi người. Cái đống gì vậy? Quá trời, cái đống trà chứ. Tính tính lại cái. Chính bên này nè. Này. Điện canh chơi ngay đống trà chơi. Bỏ vậy xuống thiệt rồi chứ. Không được ba ống con chứ bộ. Ừ. Giỡn à. Có trà là có cá. Cái này không có trà nhiều lắm. Hả? Dỡ coi. Khô me được. Đây anh em ơi, được 1, 2, 3. Bên kia còn nãy còn nữa 4 con. Lẳng ho luôn rồi. Ơi. Nhờ hai ông bạn. Nhờ hai ông bạn nè. Chứ rồi một mình Linh là lên khó lên cái chài này. Bây giờ Linh tạm dừng đây nha. Quá trời cái phi bự.
dưỡng này dưỡng. Không anh. Ồ, uống cà phê. Thôi, lời rồi. Lặn không lỗ anh em ơi. Giờ lên không được nè. Trời nó đã. Ghe lúa Long Thần Kiếm. Và trời ơi có bi lặn nào chưa, lặn hai phát đây. Cái đây là một con nè, cái hai nó là ba. Trời ơi có bi anh em ơi, anh em lóng thằng kiếm tôi có bi được chứ, vậy mà lên trà nó không có gịch luôn. Đây được con cá sơn nè, đây được con cá trắng nè, rồi dưới này không biết có con nào nữa không biết. Ừ đây con nè, quá nhất cá phi nè. Ôi lóng thằng kiếm anh em ơi, đã không. Ôi con này về mừng muối chiên. Rồi giờ để Linh gỡ cái chài này nha. Rồi tới chài tiếp theo nó Linh chài Linh quay lại cho các anh chị xem. Cũng nghe hơi tăng tăng. Đây mới ru rồi. Rồi vô cái cây gì rồi nặng nặng rồi. Bến này chạy hoài luôn sao không? Có cây ta. Năm sáu con cá anh em ơi, rất nhiều, 2, 4, 5, 6, 7 con gì đó, nghe tăng tăng là phải rồi. Chài này được có mấy con à? Đây, 1 con, 2 con, 2 con này, 3, 4. Đếm mình chài này đếm được con luôn. 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con. Nói chung cũng được 10 con đó. Vậy chứ lát gỡ là nó cũng lòi ra nữa đó anh em. Thôi cũng như là 10 con đây cũng tạm được. Rồi tới tài tiếp theo anh em ơi.
có con cá gì ghì gì vậy. Ủa, cái bến này, cái bến này ai chạy có Linh nữa rồi. Linh cho cô bán chị xem nè. À, giải cá nè anh em. À, giải cá nè. Đó nè. Giải cá mới nha. Nè. Giải cá nè. Ừ. Ồ, cái bến này còn cái cá nhiều lắm ta nè. Giải cá nè, quá trời luôn nè. Đây nè. Bây giờ để Linh cầm máy xuống. Như cái chài này vô con cá gì bự lắm. Mấy bến mới có trống, mới trống được bến anh em. Mà bị người ta quăng rồi là thua luôn. Nãy giờ Linh bỏ biết nhiều bến nữa. Mấy bến đó Linh cũng quăng luôn nhưng mà Linh không có quay. Lục bình không à. Quăng lên lục bình không anh em ơi. Nên là không có cá. Lâu rồi có mấy cái bến trống trống này bị người ta quăng hết. Ủa? Đó, có cá đó. Vô con cá gì bự lắm. Ồ, rồi con cá phi. Ồ, cá phi bự quá rồi, nó không có vô tùng rồi. Ồ, rồi lộng thần luôn. Ủa, con cá phi. Ôi ra ra. Ủa, nó không chưa vô tùng. Ôi ôi. Lộng thần kiếm con phi. Vô tùng luôn rồi. Linh biết cái bự rồi. Ôi cái lộng thần kiếm. Lộng thần kiếm con cá phi luôn. Bự hơn con hồi nãy. Màn dép xuống ngay luôn. Mình biết vô cái gì bự mà. Quả đã rồi. Vì mà nó không chịu vô tùng anh em. Con cá này mà Linh sơ hở luôn. Linh mà Linh mà kéo lên luôn là không ăn cá này. Bảo đảm luôn. Ôi. Mệt. Ôi trời. Ôi đã rồi anh em ơi. Ê, cái chài này bị người ta chài rồi đó. Ôi. Ôi con cá phi. Ôi. Linh để bằng tay mà không nhắm nháy luôn. Ôi con cá phi. Ôi nó mập hơn con hồi nãy nữa nè. Linh biết vô cái gì bự lắm mà. Ở trồn rồi chứ. Đây con cá phi nữa nè. Đâu mà được mấy cá nhỏ nhỏ. Ồ nó đã. Ôi nó đã vô á. Đó đã không. Rồi để Linh cầm máy Linh gỡ. Cái này giờ bỏ vô chứ không thôi là Linh thất thoát cái con cá này. Rồi cá nha. Cá mà Vinh cũng nhóc ta nè. Vậy để Linh bắt cá trước đi, lát cỡ gác sau cho nó nhanh. Còn chài nữa Linh nghỉ luôn. Chài đằng kia giấy đừng có lục bình. Hình như chài này chài thứ 5 phải. Chài thứ 5 mà mới chài được nha. Còn mấy chài kia Linh cũng có chài nữa mà lục bình không à. Linh không có quay luôn. Cũng có mấy con cá à. Bình xong rồi quăng rồi nó dướng rồi nó treo chì á.
hôm nay đủ vốn rồi. Có cá bi. Không thể nào. Không thể nào tưởng tượng nổi luôn anh em ơi. Quá trời luôn. Anh biết. Anh biết thiệt chứ. Công nhận con cá phi này nó mập hơn cái con hồi nãy. Mập hơn nhiều lắm. Đó anh em. Hết biết không? Trời ơi. Nó đã rồi chứ. Hình như còn có con chài nữa à. Ráng con chài nữa là linh nghỉ của anh chị ơi. Cái chài này linh quăng nó không có tròn, nó dài. Vô cái miếng dừa luôn. Bến này không biết là có người ta quăng chưa nữa. Có con em rồi nè. Vô cây luôn. Một con, hai con, ba con, bốn con. Rồi cái chài cuối. Chài cuối như có bốn con ha. Bốn con anh em ơi. Rồi để Linh gỡ cái chài này. Rồi lát lên gỡ xong rồi cho cô bánh chị xem cá hôm nay của Linh nha. Rồi Linh kết thúc video luôn. Rồi Linh đã gỡ cái chài xong rồi. Thì Linh cho cô bác chị xem cá. Nói chung là nay chài được có mấy chài anh em ơi. Đây được nhiều cá nè. Đó được có nhiều cá đó. Cái này về, cái nhà này về không biết là Linh mần, Linh lấy cái xương ra, xương sống ra rồi Linh làm khô một nắng, không biết được không nữa, vì nó không bự á, ví dụ như mà nó bự bự cỡ này thì được, đây, cái này tới lên thì dễ làm lắm, à, cái này nói gì, cái này nói gì, thì con này con nhỏ đây, con này lông thần kiếm nè. Ôi ơi. Ôi, lông thần kiếm rồi chứ, hết biết con cá phi, còn con nữa rồi đây nè. Ôi ơi, đã rồi nè, hết rồi. Được cặp này là ngon rồi, cặp này trước, con này con cá trước nè, con này con sau nè, mập hơn, mập mà nó trắng hơn nè. Con này con này như nó ở sạch. Còn con này nè, con nó lườn nó còn đen nè. Con này ở dơ nè. Con này chắc con trống quá. Đó, con đực. Ở dơ lượn đực nè, con này. Con này chắc nó ăn ở không. Nó đánh phấn thoa kem nên là nó đánh. Ê ê ê ê. Ê. Linh nói trúng nói rồi vậy. Nó cự lên kìa. À, Linh nói dài giỡn thôi như cô bác anh chị. Thứ khàn 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 tiếng này khó chịu quá, nói nhiều cũng được.
Bây giờ Linh kết thúc video đây. Anh em nào mà chưa đăng ký hãy đăng ký ủng hộ Linh nha. Thì nhớ cho Linh một like luôn. Và có ông anh ở ở Cà Mau á, ảnh hỏi Linh là cho giao lưu với Linh á, thì thì ảnh cũng hỏi Linh, thì ảnh cũng bình luận nhiều đó, rồi Linh cũng trả lời, Linh xin số điện thoại luôn, rồi Linh cũng để số điện thoại lên đó luôn, hình như là ảnh không thấy hay sao á. Cái này nên là anh hãy xem trên cái màn hình của Linh á, có em với anh trai. Em để cái số điện thoại trên màn hình đó là cái số đó của em đó. Cũng là cái số Zalo đó của em luôn anh trai ơi. mong rằng anh trai xuống nhà em chơi nha. Thì em cũng quý mến anh trai lắm. Rồi giờ Linh về đây. Hẹn cô bác anh chị lại cái video sau nha.